Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn món bánh trứng Hồng Kông của người Hoa. Vỏ bánh tách lớp, vừa giòn vừa xốp, phần nhân trứng mềm mịn thơm ngon. Đặc biệt, Hana sẽ chia sẻ cách nướng làm sao cho vỏ bánh giòn nhưng mà phần nhân vẫn mịn mượt, không bị khô cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần bột dầu. Hana sử dụng 90g bơ lạc và 250g mỡ. Mỡ này cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng mỡ heo mình tự thắng ở nhà, sau đó để trong tủ lạnh cho đông đặc lại. Phần bơ và phần mỡ cô bác, anh chị và các bạn phải để mềm nhưng mà không được chảy. Mình sẽ cho bơ, mỡ vào cối, trộn cho phần bơ và phần mỡ thật là hòa quyện với nhau, thời gian trộn khoảng 2 phút. Sau đó rây vào 200g bột mì đa dụng. Tiếp tục trộn khoảng 5 phút nữa, hoặc cho tới khi hỗn hợp thật là hòa quyện. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ trộn kỹ, giúp cho các lớp bánh của mình sẽ phồng ngon hơn sau khi nướng. Sau khi trộn đều xong hỗn hợp bột dầu, mình sẽ dàn mỏng ra và để trong tủ lạnh ít nhất là 30 phút hoặc cho tới khi phần bột này cứng lại. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để ý, mình dàn càng mỏng thì sẽ giúp ích cho mình sau này cán càng dễ dàng hơn. Nếu mà mình dàn dày quá một chút, mình sẽ khó cán. Sau 30 phút thì mình sẽ đi chuẩn bị tiếp phần bột nước. Bột nước Hana sử dụng một cái trứng gà, mình sẽ cho vào cối trộn. Thêm vào 20g đường bột, 75g nước, đánh cho phần trứng, đường và nước thật là hòa quyện. Phần bột thì Hana sử dụng 225g bột mì đa dụng và 10g bột sữa trứng. Ở Việt Nam, Hana thấy ghi là bột sư tử. Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn có thể thay thế bằng bột sữa hoặc là mình bỏ qua, nhưng mà phần vỏ sẽ không ngon bằng. Tiếp tục cho vào 33g mỡ đông đặc và nhồi hỗn hợp bột này cho tới khi thành một khối dẻo mịn. Lúc này, mình mới lấy phần bột dầu ra khỏi tủ lạnh, sau đó dàn phần bột nước lên trên. Mình tiếp tục để tủ lạnh ít nhất là 45 phút hoặc cho khối bột này cứng lại. Vì nếu cô bác, anh chị và các bạn không để cứng, một chút mình cán bột dễ bị chảy. Sau khi bột cứng thì mình sẽ đem khối bột ra. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đặt phần bột này lên một miếng giấy nến để chống dính. Phần bột nước thì mình đặt xuống dưới, bột dầu hướng lên trên. Sau đó đặt thêm một miếng giấy nến khác lên và dàn mỏng ra, có kích thước lớn hơn kích thước ban đầu. Sau đó mình sẽ gấp 3 tấm bột này lại, tiếp tục để tủ lạnh ít nhất là 15 phút.
Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm nhanh, không cần phải để tủ lạnh. Nhưng với những người làm chậm, mình nên để tủ lạnh thì chắc ăn hơn. Vì nếu mà mình không cẩn thận, phần bột này rất dễ bị chảy. Phần bột dầu sẽ bị xì ra ngoài khi nướng, làm phần bánh mình không được tách lớp. Mình sẽ tiếp tục lặp lại, vừa cán vừa gấp như vậy thêm 2 lần nữa. Lần cuối cùng, mình cũng nên để tấm bột trong tủ lạnh thêm 15 phút. Sau 15 phút thì mình rải một ít bột chống dính xuống bàn. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ rải kỹ phần mặt dưới. Vì nếu mà mình làm không kỹ một chút mình cán, phần bột sẽ dính xuống dưới, bột dầu sẽ xì ra ngoài. Chỉ cần nhẹ nhàng, vừa lăn vừa đẩy tấm bột này dàn mỏng ra, có độ dày khoảng 0,3 cm. Mình đừng cán mỏng quá, vì mình cán mỏng quá thì phần bột này cũng không thấy lớp rõ. Vì Hana sử dụng khuôn nướng bánh là 7 cm, nên mình sẽ cắt phần bột này là 8 cm, lớn hơn khuôn nướng khoảng 1 cm. Phần bột thừa, cô bác, anh chị và các bạn có thể gom lại cán mỏng ra, nhưng mà thành phẩm sau khi nướng sẽ không tách lớp giống như phần bột ban đầu. Sau khi cán bột xong, mình đừng làm liền, mình tiếp tục để trong tủ lạnh 15 phút. Trong thời gian này, mình sẽ đi làm nóng lò nướng 220 độ C. Để làm phần nhân thì Hana sử dụng 225 ml nước sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ cho vào 100 g đường cát khuấy đều lên, nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn thì mình tắt bếp và để cho phần nước đường này thật là nguội. Sau khi nước đường thật là nguội, mình mới đi chuẩn bị phần trứng gà. Hana sử dụng 3 cái trứng gà cho vào tô, thêm vào 1/2 muỗng cà phê vani, đánh cho trứng gà tan hoàn toàn. Tiếp tục thêm vào 56 g sữa đặc không đường. Ở Việt Nam, Hana thấy sữa này người ta gọi là sữa bay hơi hoặc là sữa bốc hơi. Và thêm hết phần nước đường lúc nãy vào, vừa cho vừa khuấy cho tới khi hỗn hợp thật là hòa quyện. Để nhân có màu vàng đẹp hơn thì Hana cho thêm vào một giọt màu vàng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Sau đó khuấy đều và lọc cho hỗn hợp trứng thật là mịn. Nhân làm xong, chưa sử dụng liền, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để trong tủ lạnh. Trước khi cho bột vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ chống dính bằng dầu ăn. Khuôn này Hana sử dụng khuôn bánh có đường kính là 7 cm, chiều sâu là 2,4 cm. Khi đặt bột vào khuôn thì mình đừng ấn quá mạnh. Trước tiên mình sẽ cho bột vào khuôn, sau đó ấn vào chính giữa và nhẹ nhàng ấn vào các cạnh bên hông. Nếu mà mình ấn mạnh quá, bánh sau khi nướng bột dính chặt lại, không được tách lớp. Cũng không cần phải nướng hết một lần, mình có thể cất những miếng bột này trong tủ đông. Khi nào muốn ăn, mình chỉ cần đem xuống tủ lạnh để cho hơi mềm lại và mình cho vào khuôn ấn, sau đó cho trứng vào, mình đem nướng bình thường. Trước khi rót trứng vào khuôn,
cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều lên và không rót trứng đầy khuôn, vì nếu mình rót đầy một chút mình nướng, phần trứng dễ bị trào ra ngoài. Chỉ cần rót cách miệng khuôn khoảng 0,5cm là được. Để bánh trứng được giòn xốp bên ngoài, phần nhân trứng vẫn mềm mịn thì mình sẽ nướng ở 2 nhiệt độ. Lần 1, cô bác anh chị và các bạn sẽ nướng ở nhiệt độ 220 độ C 10 phút. Sau 10 phút, mình dùng một cái khuôn khác đậy lên mặt trứng, hạ nhiệt độ 180 độ C nướng thêm 10 phút nữa. Hoặc nếu cô bác anh chị và các bạn mình sử dụng lò hai lửa, mình tắt lửa trên, mình nướng lửa dưới, không cần phải che mặt. Đây là bánh trứng của Hana sau khi đã nướng xong 20 phút. Vỏ bánh tách lớp, vừa giòn vừa xốp, phần nhân trứng thì láng mịn, mặt trứng thì có màu vàng óng ả, trông rất là đẹp mắt. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều.